các bạn, mình là Quang, thành viên của câu lạc bộ sách thư viện Lái Hoa. Hôm nay chúng ta cùng đi tiếp chương 12, 13 của tác phẩm Tắt Đèn Ngủ Cho Tối. Chương 12. Nắng quái in ánh vàng trên dãy ngọn tre, đàn liêu điếu líu xíu kêu trong cành khế. Mấy con triền triện ríu rít gọi nhau trên tàu câu. Nghị Quế vành râu đứng trong sân gạch, ngắm đôi bồ câu gật gù nhau ở cửa chuồng. Nhắc thấy mẹ con chị Dậu nhô vào, hắn hỏi một cách thật đồng. Làm gì bây giờ mới dắt nhau đến, để cho người ta chờ đợi mấy giờ đồng hồ. Dính với chúng mày lúc nào, bực mình lúc ấy, không có đứa nào giữ được đúng hẹn bao giờ. Lễ phép, mẹ con chị Dậu cùng cúi đầu chào. Bẩm cụ, vì nhà con bị trói ở đình, con phải nói mãi, các ông ấy mới cởi ra cho để ký văn tự. Vả lại, đường cũng hơi xa, còn đi khí chậm, xin cụ tha lỗi cho. Bà ở nhà khách ấy, đem nhau vào mà nói với bà. Rồi hắn gọi chõ vào phía trong sân. Đứa nào ra coi chó cho chúng nó. Như anh phường trò đón dịp, thằng bếp dạ một tiếng thật dài, rồi nó cầm gậy đuổi chó, đưa mẹ con chị Dậu và con chó cái lên tòa nhà mà chị đã vào lúc nãy. Mụ Mị phủ đầu bằng giọng gắt gỏng. Đã bảo lấy cái gì đậy cho mấy con chó con, kẻo nó bị nắng, sao lại chỉ úp cho nó có một cái mẹt danh thế kia? Thèn lẹn, chị Dậu trả lời bằng câu lạy cụ, rồi nhờ thằng bếp buộc cái xích của con chó cái vào cột, chị thong thả hạ rổ chó xuống thềm. Mụ Nghị liếc nhìn cái tí, the thé mụ mắng chị Dậu. Thế mà cả vợ lẫn chồng cũng dám sưng sưng nói rằng con đã lên bảy. Lên bảy mà bằng cái nhãi thế à? Bà biết ngay mà, cả đời nhà chúng bay có không nào nói thật. Bẩm cụ, chúng con không dám nói dối. Thật quả cháu đã lên bảy, thằng em nó đã lên năm, còn con bé nữa lên hai. Con được ba cháu cả thảy. Nghị Quế ở sân vừa vào, chỉ mặt chị Dậu, hắn tỏ ra người rất oai. Im cái mồm, đừng dở con cà con kê ra đây. Mấy cháu mặc kệ nhà mày, đẻ lắm thì bán nhiều, chớ làm cho gì. Mở cái rổ ra, tao xem mấy con chó con. Mụ Nghị tiếp theo lời chồng. Ấy đấy, ông tính nó nói thế có nghe được không? Rồi mụ ngoảnh trông chị Dậu. Này, liệu hồn, bà thì tống cả đi, không thèm mua bán gì nữa bây giờ. Dễ bà bằng đôi phải lừa với mày hay sao? Chưa nói mày đã cãi liền, láo quen. Con bé bằng ngần kia, mày dám chân xoét vào nó lên bảy. Nói cho chó nó nghe à. Cái tí đứng nép sau cột, nét mặt thiểu thịu, như lo mình mới đánh rơi một tuổi lúc nào. Chị Dậu lờ mặt, với ngồi thừ với những giọt nước mắt đọng ở trong đám lông mi lóng lánh. Hai bên thái dương Nghị Quế nổi những sợi gân tím bầm để báo tin một câu giận dữ. Nó vẫn không mở mấy con chó ra, à, có tiếc đem về mà nuôi. Nước mắt nhỏ xuống gạch thềm thánh thót, chị Dậu cắm cúi cởi mấy lút lạt buộc ở cạp rổ và bỏ cái mẹt ra thềm. Nghị Quế vội vàng ngồi xuống cạnh rổ. Bốn con chó lần lượt bị hắn túm cổ xách lên, xem tai xem lưỡi, xem mắt, xem chân xem bụng, xem đuôi, xem ngực. Có con bị hắn tỉ mỉ bới vạch từng cái lông tơ. Rồi hắn ngắm nghía con chó cái. Một lát sau, vẻ mặt hơi dịu, hắn vào ngồi bắt chân chữ mũ trong sập và bảo chị Dậu. Văn tự đâu? Đưa đây tao xem. Chị Dậu gió giấy, cởi cái văn tự ở đầu giải yếm, khum núm, đặt lên trên sập. Cầm bức văn tự, Nghị Quế chỉ nhìn đi nhìn lại ở chỗ ông lý trưởng đóng chuyện. Lâu lâu, quay ra hắn bảo thằng nhỏ. Mày đi lấy mấy cái bát cơm nguội, lấy nhiều vào để tao cho đàn chó này ăn thử, xem sao. Thằng nhỏ ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ngang. Sau một tiếng dạ gọn ghẽ, mẹ con chị Dậu do gió ngồi nép bên cột. Người nọ nhìn cái mặt chan hòa nước mắt của người kia. Bốn con chó lau nhau đi đến ven thềm, mỗi con chiếm mỗi vú của con chó cái. Nghị Quế vui vẻ bảo vợ. Bà thử trông xem, có phải không có con nào bị đuôi chấm sống. Tôi cũng đương nhìn, hình như không cả như vậy. Chương 13. Thằng nhỏ ở nhà ngang lên với giá cơm nguội đầy ụ. Nghị Quế bảo mẹ con chị Dậu bắt đàn chó con thả sang đầu thềm bên này. Tất tả, hắn chạy luôn ra bưng lấy giá cơm, xúc cho mỗi con một bát.
Chị Dậu nói thật, bốn con chó con đều biết ăn cơm cả rồi. Riêng con chó cái, hình như vừa mệt vừa lo, chỉ ăn nhỏ nhẹ vài miếng lại nghỉ. Bằng cái sắc mặt ôn hòa dễ dãi, Nghị Quế nhìn vào chị Dậu. Con chó cái nhà mày mua ở đâu thế? Bẩm, của mẹ con mua ở Lầu Cai đem về cho con. Ừ, có thế chứ, chắc là giống chó Mông Tự, chứ ở nhà quê làm gì có thứ chó này. Mụ Nghị đòn đả kẻ công. Bởi thấy nhiều người mách rằng nhà nó có con chó cái khôn lắm, cho nên sáng ngày tôi mới cố mua lấy được, chứ bỗng không ai có động rồ mà chuốc đàn chó vừa mới mở mắt. Thế còn bốn con chó con thế nào? Nghị Quế lẩm bẩm gật đầu. Đẹp cả, bốn con bốn kiểu, một con huyền đề, một con lót hổ, một con đen tuyền và một con tứ túc mai hoa. Con nào cũng cúc tai, ngắn mặt, đốm lưỡi, mắt xếch lá đề, đẹp lắm. Vừa nói, hắn vừa tung tăng đi vào trong sập, vẫn cái kiểu ngồi bắt chân chữ ngũ. Hắn viết lấy cái xe điếu ống, hút một hơi thuốc lào, rồi hắn rung đùi ra bộ đắc ý. Biết cái gì vất vả cái ấy, ông Phủ Đặng, ông Nghị Bùi, ông Phán Tiền và ông Cửu Xung trên tỉnh, các ông ấy đều biết tôi xem chó sành lắm, ông nào cũng khẩn khoản nhờ tôi mua hộ. Tôi định khi nào bốn con chó này khá lớn, thì cho mỗi người một con, nhưng lại tiếc con chó đen tuyền, muốn để nhà nuôi. Vì giống ấy lợi chủ, nuôi nó trong nhà làm ăn thịnh vượng. Mụ Nghị ngắt lời bằng giọng nói nửa thật nửa đùa. Chả có của đâu mà cho, ai muốn được giống chó tốt, phải có tiền đây cho tôi, không thì tôi để nuôi giáo. Nhà đã 14 con chó cả thảy, nuôi làm gì nữa, cơm đâu? Tôi nuôi để nó coi nhà, nuôi chó còn hơn là nuôi đứa ở, nhà rộng thênh thang thế này, mười mấy con chó, nhiều gì? Rồi mụ cười giòn khanh khách và trỏ vào mặt chị Dậu. Cơm chó nhà tao cũng tốn bằng mấy cơm người của nhà mày đấy. Chị Dậu dường như tủi thân, cúi xuống gạt thầm nước mắt, chị không biết nói thế nào. Mấy con chó con thôi ăn, kéo nhau trở lại chỗ con chó cái, bỏ dở cả mấy đống cơm. Nghị Quế sai thằng nhỏ hót hết vào giá, đưa cho cái tí, ra giọng nhân từ, ông đại biểu của dân bảo đứa con nít khốn nạn. Con bé kia, cầm lấy giá cơm ăn đi, kẻo phí của trời, ăn bốc cũng được, không phải đũa bát. Nước mắt chảy ra như mưa, cái tí ngần ngại nhìn giá cơm nguội, không muốn chìa tay ra đón. Ông đại biểu cho dân, hầm hầm nét mặt. Mày không ăn thừa cơm chó phải không? Bà Nghị nuôi cơm tam bành. Mẹ mày dạy mày thế đây chứ, con danh con, ở đây với bà, mày cứ giữ cái thói khoảnh ấy, thì bà dần từng cái xương. Này, bà bảo cho bà biết, mày ăn cơm chó nhà bà cũng chưa đáng đâu, con chó nhà bà còn được mấy chục, con người như mày, bà chỉ mua có một đồng đấy thôi, đừng khoảnh với bà. Nghị Quế, hạch lạc chị Dậu. Con mẹ khốn nạn, mày ngồi dương mắt ra đấy, không biết bảo con làm sao, hay mày sợ con phải ăn cơm chó thì mày xấu hổ. Dường như thương mẹ bị quở, cái tí vội vàng đón lấy giá cơm, rụt rè, nó bốc một lắm, bỏ vào miệng, uể oải nhai như bò nhai trấu. Mụ Nghị nghiến răng kèn kẹt và chỉ vào mặt con bé. Bà truyền đời báo danh cho mày, từ giờ đến mai, phải ăn hết giá cơm ấy, rồi mới được ăn cơm khác. Chị Dậu chỉ gục đầu vào cột, nức nở khóc thầm. Nghị Quế quát hỏi, thế con mẹ kia có lấy tiền không, hay còn tiếc con chó? Bẩm cụ, không để cho chị nói hết, Nghị Quế giục vợ. Bà trả tiền cho nó về đi, để nó ngồi mãi ở đây, tôi không chịu được. Cái chuông trong hòm leng keng kêu một hồi dài, Mụ Nghị cầm hai chuỗi trinh quăng ra thềm. Đấy, tiền đấy. Chị Dậu lom khom cúi nhặt tiền, toan tính cởi ra đếm lại, Mụ Nghị xa xả. Không ai thèm làm thiếu đồng nào, không phải đếm chác gì nữa. Chị Dậu dắt tiền vào lưng, rồi chị sụt sùi, bảo với cái tí. Thôi, con ở đây hầu hạ hai cụ, u về nhé. Cái tí ôm chầm lấy mẹ và khóc như mưa như gió. U đừng về vội, u hãy ngồi với con lúc nữa. Nghị Quế đùng đùng đứng dậy, giơ cái bàn tay hộ pháp, tát cho con bé một cái đánh bốp. Và hắn hét lên như ông đại tướng trong gia tuồng. Thằng nhỏ lôi cổ nó xuống nhà bếp kia. Tức thì cái tí liền phải lìa xa mẹ, xanh sạch, theo tay cậu hầu cận của ông, dân biểu xuống thềm. Bộ mặt bố nhếch bố nhác, ngoảnh lại với cái miệng mếu sạch. Nó nhìn theo mẹ nó, bằng giọng nức nở. Ngày mai u đem thằng Dần sang đây chơi với con nhé, con nhớ em lắm. Hai cái bầu vú, xuống sữa mẩy găng, sữa ở trong vú rỉ ra, ướt đầm cả một lần yếm,
làm cho chị dậu bồn chồn sốt ruột về con bé ở nhà. Bởi vì, theo sự kinh nghiệm của đàn bà con mọn, những lúc xa con, tự nhiên sữa chảy như thế, ấy là đứa con vắng mẹ đã đói và đương gào khóc đòi bú. Chị không dám nghĩ đến cái tí nữa, sắp ngửa, chị cắp cái rổ, cái mẹt và cái mê nón tất tả ra cổng thôn đoài. Mặt trời đã lặn xuống tận mặt đất, đàn quạ khoang dập dìu là xuống các bãi tha ma. Còi lá dứa của lũ mục đồng rối rít thúc trâu bò về nghỉ. Tới làng Đông Xá, trời nhá nhem. Trong đình vắng tanh vắng ngắt, đàn rơi bắt muỗi, sập xòe bay khắp lòng đình. Ngọn đèn dầu ta loe trên hương án cố sức phun những ánh sáng úa vàng, soi cho mấy nén hương đen lù mù cháy ở dưới cửa võng. Cả mấy gian đình chỉ còn sự tối tăm giúp sức cho sự kinh tởm. Người ta đã đem hết tiếng ầm ầm vào nhà lý trưởng từ lâu. Trường cũng đoán biết như vậy, chị dậu lủi thủi theo chỗ có tiếng vù vạ, tiếng tù và giúp hồi đi vào. Dưới ánh lửa sáng quắc của ngọn đèn 2 giây, quang cảnh trong nhà lý trưởng lúc này cũng như quang cảnh ngoài đình lúc nãy, anh dậu và bọn trai đinh thiếu sư đều giơ khuỷu tay cho sợi dây thừng buộc vào cột nhà. Đàn ông đàn bà chờ đợi nộp thuế còn lô nhô suốt một bậc cửa. Lính cơ, cai lệ vẫn nằm trầu chánh tổng ở bên bàn đèn, thủ quỹ, thư ký, chánh hội, phó hội và các chức dịch ngổn ngang ngồi ở cạnh những cuốn sổ, sách, bề bộn. Cái mặt mồ hôi nước mắt của nó vừa ló vào thềm, chị dậu liền được mấy ông chức dịch nhao nhao thét hỏi. Đã bán được con rồi chứ, đem tiền nộp sư mau lên. Thưa đã. Vừa nói, chị dậu vừa dở chuỗi tiền trinh dắt ở giải lưng và tám thảo con. Tiền bán khoai mà chị vẫn khư khư buộc đầu giải yếm, bớt lại một hào, chị sẽ rón rén đặt 2 đồng 7 lên trước lý trưởng. Thưa ông, nhà cháu không kịp đi đổi tiền giấy, xin ông làm ơn nhận cho. Lý trưởng cầm chuỗi tiền trinh đưa cho thủ quỹ đếm lại và bảo chị dậu. 1 đồng phải các 3 xu, bỏ luôn ra đây, tao nhận cho, nhưng sao lại có 2 đồng 7 hào? Ngơ ngác, chị dậu vừa đưa đồng hào để trả tiền các, vừa đáp bằng giọng lơ ngớ. Thưa ông, cháu tưởng năm nay sư bổ mỗi suất chỉ có bấy nhiêu. Phải rồi, tiền sư năm nay mỗi suất chỉ có 2 đồng 7 hào. Nhưng nhà mày phải nộp 2 suất, nghe không? 1 suất của chồng mày, 1 suất nữa của thằng Hợi. Thưa ông, chú nó chết từ tháng giêng rồi mà, nhà con vẫn chưa khai tử hay sao? Lý trưởng phát gắt. Khai tử rồi, cũng phải đóng sư, ai bảo nó không chết ngay từ tháng 10 năm ngoái. Chị càng ngẩn ngơ ra bộ không hiểu, như ý ngờ người ta ăn hiếp nhà mình. Thưa ông, người chết đã gần 5 tháng, sao lại còn phải đóng sư? Lý trưởng quát. Mày đi mà hỏi ông Tây, tao không biết. Thư ký dõng dạc cắt nghĩa. Chết cũng không trốn được sư nhà nước, là vì thằng em chồng chị mới chết tháng giêng An Nam, mà sổ thông quy của làng đã làm từ đầu năm Tây, tức là tháng 1 An Nam năm ngoái. Sổ ấy có tên thằng Hợi, lúc ấy nó còn chưa chết. Khi đại lên tỉnh, tòa sứ cứ theo số đinh trong sổ mà làm, bài chỉ đưa sang sở kho bạc. Rồi đến kỳ thuế, sở kho bạc lại cứ theo đúng số thuế, ghi trong bài chỉ mà thu. Nó chết tháng giêng, chứ dẫu nó chết tháng chạp cũng vậy. Bài chỉ làm rồi, người ta không chữa lại bao giờ, khai tử hay chẳng khai tử mặc kệ. Bởi thế, bài chỉ làng ta năm nay vẫn không trừ được số sư thằng Hợi nhà chị. Nó chết, vợ con chưa có, ông Lý phải cứ lấy vào thân nhân, chồng chị không nộp cho nó thì ai nộp? Chị dậu giờ nói giờ khóc. Cháu là đàn bà, biết đâu việc quan như thế. Khốn nạn chúng nó chết đi, nhà cháu thật như mất cánh tay phải. Còn nó, chúng cháu có đâu đến nỗi khổ sở thế này. Bây giờ, nó đã chẳng may thiệt phận, đành rằng xuất sư của nó, nhà cháu phải đóng. Nhưng cháu xin các ông cho khất đến mai. Hôm nay cháu hãy đóng trước 1 suất, các ông tha cho nhà cháu về. Kẻo người đau yếu, bị trói cả ngày, không khéo chết mất. Lý trưởng trừng mắt. Chết thì ông chôn. Mày tưởng chồng mày chết mà ông sợ à? Muốn chồng khỏi trói, về đem nốt 2 đồng 7 nữa ra đây. Nếu không thì ông trói cho đến bao giờ đủ sư thì thôi. Chị dậu chừng như uất quá, ngồi sụp xuống chỗ cạnh chồng, chị khóc chu chéo. Ôi trời ơi, tôi bán cả con lẫn chó, và 2 gánh khoai mới được 2 đồng 7 bạc.
Tưởng rằng đủ tiền nộp sư cho chồng, thì chồng tôi khỏi bị hành hạ đêm nay. Ai ngờ lại còn xuất sư của người chết nữa. Khốn nạn thân tôi, trời ơi, em tôi chết rồi. Còn phải đóng sư, hở trời, tôi biết đâm đầu vào đâu cho được, 2 đồng 7 bạc bây giờ. Cai Lệ ngồi phắt trở dậy, gân cổ thét ra. Chỗ mày kêu khóc ở đây à, con mẹ kia, muốn sống thì câm cái mồm, không thì ông sẽ cho một trận nữa. Anh Dậu run run khuyên vợ. Thôi, u nó đi về với con, kẻo có 2 đứa ở nhà nó khóc hết hơi. Mặc tôi ở đây, bị trói thêm 1 đêm nữa cũng chẳng chết nào. Đừng nói nữa, người ta đánh đập khổ thân. Chị Dậu vẫn không dứt được cơn hậm hực. Thủ quỹ vừa đếm xong 2 chuỗi tiền trinh, hắn gọi chị Dậu vào và bảo. Này chị kia, đừng khóc nữa, vào đây mà xem. Mỗi đồng thiếu mất 4 xu đây này, 1 hào của chị đưa trả tiền cát. Trừ chỗ này hết 8 xu rồi, còn thiếu 4 xu nữa nhé. Chị Dậu lại mếu. Khốn nạn, tôi vẫn chắc mẩm còn thừa 1 hào, đem về đong gạo cho con ăn. Bây giờ hết cả vẫn chưa đủ. Gớm, cái bà Nghị, giàu thế mà còn làm điêu. Rồi chị rũ rượi ngồi khóc. Anh Dậu thiết tha dục. Thôi, u nó nghe tôi, có thương tôi thì hãy đi về với con. Đừng có ngồi đây mà khóc cho tôi, càng thêm não ruột. Các bạn bị trói của anh Dậu ra ý thương hại và hỏi. Con bé lớn nhà chị đã bán rồi, 2 đứa bé con ở nhà với ai? Chị Dậu sụt sịt đáp. Anh em chúng nó ở nhà với nhau, chứ có ai đâu các bác. Những người ấy ra ý áy náy. Khốn nạn, thằng bé lên 5, phải giữ con bé lên 2, tội nghiệp quá. Cứ như các ông ấy vừa mới nói đó, thì người chết rồi cũng phải đóng sư. Vậy là nhà chị vẫn thiếu 1 suất sư nữa. Nếu không có tiền đem nộp, dẫu chị ở đây đến sáng cũng không thể xin cho anh ấy được khỏi trói đâu. Nói lắm mỏi miệng, ai thương? Thả chị về với các con cháu. Các cháu, cho khỏi khổ thân con trẻ. Phải, bác ấy nói phải. Hãy cứ để lòng, đành lòng để mặc anh ấy ngồi đây, chị về nhà nghỉ với con, chứ chị ở đây chẳng qua chỉ thêm đau lòng, ích gì, rồi nhịn chẳng được, ngứa mồm nói 1 vài câu, lại tổ làm cho anh ấy phải đòn. Bấy nhiêu lời diễn thuyết, tuy chứa chan những giọng tử tế, nhưng không giúp cho chị Dậu tí gì, vì ý chị cũng nghĩ như người ta nói, buồn rầu, chị sẽ ghé vào tai chồng. Cái tí để phần thầy em 1 đĩa khoai đấy, tôi bưng sang cho đây nhé. Anh Dậu lắc đầu. Miệng tôi đắng lắm, không thể ăn gì bây giờ. U nó cứ về với con, không phải lo đến sự ăn uống của tôi. Chào chồng bằng 2 hàng nước mắt, chị Dậu lủi thủi trở ra với cái mệt, cái rổ và cái mê nón.